vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Vậy? Anh có hẹn với thằng Bình nhậu lai rai nó chút xíu được không? Ơi, bữa giờ ngày nào anh cũng nhậu rồi, thôi bữa nay nghỉ một bữa đi. Mỗi lần tao nhắc tới nhậu cái mày lẹp bẹp là sao vậy hả? Hả? Đi về nhà nấu cơm cho tao. Em đứng sớm đến này làm gì nữa đi. Người yêu. Giờ sao? Tôi xúc mày luôn bây giờ à? Cái gì vậy ba? Lộn liệu được không? Có con vợ đẹp vậy á tối ngày quýnh hoài à. Ê, không ấy á, mày sao không được á, để tao xài cho. Mày muốn địa vợ tao nó gì tao tán mày bạc tay bây giờ à. Lộn xíu. Thôi đi vô nhậu, anh em chờ kìa. Vô. Đi. Đây, họ từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng rồi cơm áo gạo tiền đã khiến cho bản chất người chồng thay đổi. Anh ta ngày càng lún sâu vào rượu chè và thường xuyên đánh đập vợ. Phương, mở cửa lẹ Phương ơi. Phương, mẹ mở cửa không cũng lâu lắc nữa. Ôi, ôi. Say xỉn suốt ngày à. Tao nhậu là chuyện của tao. Mẹ mày. Anh đừng có quá đáng nha. Anh chửi tôi sao không được hết á. Anh chửi mẹ này mẹ nọ là sao? Tôi không có chấp nhận gì đâu đó. Bây giờ tao chửi đó, mày làm gì tao? Con mẹ mày, con mẹ mày, con mẹ mày. Mày. Liêu hôn mày đó. Và không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phương phải chịu đựng những trận đòn vô cớ. Những lúc như vậy, ông hai, ba chồng của cô chỉ biết đứng lặng câm nhìn con dâu xót xa mà không thốt nên lời. Chính bản thân ông cũng không thể ngăn cản đứa con nghịch đạo mà mình sinh ra. Đi đâu vậy? Đi làm chứ đi đâu? Bữa nay nghỉ một bữa đi. Anh nói chuyện hấp cười quá à. Anh kêu tôi nghỉ ở nhà rồi tôi bị trừ lương, lúc đó không có tiền gửi gì cho con rồi sao? Rồi mày dắt cái mặt vô chỗ làm để cho người ta nói tao hành hung vũ phu đánh vợ con hả mày? Biết vậy á thì đừng có làm. Con này biết sao tao nói ra câu nào mày trả ra câu đó vậy? Mày tin tao tám cái nữa không? Được thôi nghe. Hôm nay nghỉ làm bữa đi, để cho cái mặt nó bớt sưng rồi hãy đi làm. Lần sau á, thầy nó say khịn vậy rồi á, con đừng có trả lời trả vốn gì nha. Dạ ba. Lần này cũng giống như nhiều lần trước, Đức về nhà khi thân xác đã thấm men say. Phương nghe lời ba, dù cho Đức có nói lời nặng nhẹ cũng không đáp trả. Nhậu cái gì mà xỉn dữ vậy không biết nữa. Chắc có lẽ khi Đức ngủ say, đó chính là thời khắc yên bình của cô gái đáng thương này. Cô nhớ lại ngày xưa,
cái ngày mà Đức vẫn còn là một người đàn ông hiền lành, tử tế. Nè, cà phê của anh nè. Em. Hay anh về nói với ba má anh á, ngày mai lên nhà ba má em hỏi cưới em cho anh nha. Mình có giỏi vàng quá không? Anh thấy đâu có vội vàng gì đâu, thì bình thường mình cưới nhau thôi. Em đồng ý nha. Anh hứa anh sẽ là một người chồng tốt, người cha tốt, chăm sóc cho em. Dạ. Con gái, ba với mẹ đưa con về ngoại. Khi nào ba mẹ có tiền, ba mẹ về thăm con nha. Dạ. Nhưng mà hứa là về với ngoại là phải ngoan nha con. Dạ. Thời gian thấm thoát trôi qua, cơm áo gạo tiền khiến cho đôi vợ chồng trẻ bị nhiều áp lực. Có lẽ vì vậy mà Đức ngày càng cáu gắt, khó chịu hơn. Cái sự túng quẫn ngày càng tăng lên, Đức lao đầu vào những cuộc rượu chè, hằng mong quên đi được nỗi lo trong cuộc sống. Nhưng rồi, ma men đã dẫn dắt anh, Phương ơi, khiến cho anh trở thành một con người lấy hoàn toàn nước, khác. Phương ơi, Phương, tao khát nước, mày chết đâu rồi Phương? Phương! Nè, nước của anh nè. Mày làm gì mà mày chậm chạp quá vậy? Uống đi. Em đi vô em làm đồ ăn đó nha. Mày có thương tao. Ui cái. Mày nghe tao hiểu rồi. Phương. Em đang nấu cơm mà. Không có cơm nước gì hết á. Chồng mày nói chuyện mày bỏ đi đâu? Mày có thương tao hả? Tao bán một cái nữa bây giờ mày muốn không? Thôi đi mà, anh xỉn rồi. Đi vô trong nghỉ ngơi đi. Em còn nấu cơm nữa. Quỳ xuống. Làm gì vậy? Mày quỳ xuống cho tao. Tao kêu mày quỳ, mày quỳ không? Mày né không? Quỳ xuống. Em còn gửi tiền gì cho con nữa anh ơi. Bây giờ tao né cái mặt mày được phải không? Mày lòng dao mà tao mày kêu mày trả lời liền nha. Quỷ. Nhắc tới mày là thấy mệt rồi. Đi xuống nè. Em ơi, em có sao không em? Em ơi. Anh xin lỗi. Ủa? Phương. Anh Tài. Anh đi đâu vậy? Anh đi xin việc ở xí nghiệp gần đây nè. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là gần nhà em rồi. Ừ. Em có sao không? Dạ không sao hết á. Bộ anh có chuyện gì gấp lắm hay sao vậy? Anh có chuyện hơi gấp một tí. Trời, cái tay cạn hết. Dạ không sao đâu. Ủa mà anh Tài, anh lên đây rồi anh có đem vợ con lên không? À không, vợ con anh á là ở dưới quê, rồi khi nào anh làm ổn thì anh mới đưa lên. Dạ trời hết. Em không sao đâu. Mày mốt quá, anh em mình gặp nhau thường xuyên luôn á. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Thằng này là thằng nào? À đây là anh Tài, con của bác Năm ở dưới quê gần nhà mình á, anh không nhớ hả? Ảnh lên đây á, xin việc làm cái xí nghiệp gần nhà mình á. Mày có biết tao là ai không? Ủa không nhớ tôi luôn hả? Hồi đó tôi có đi đám cưới hai người mà. Giờ này anh khỏe không? Về mày, làm tao mấy món đồ nhậu coi. Trẻ lên. Em về trước nha. Ừ. Cái gì anh em gặp sau. Gì vậy? Bộ mình tính cho tao với ban chạy trường luôn hả? Ngày nào cũng rau luộc bầu luộc là sao? Anh ráng đi. Chứ cuối tháng rồi, em bị hột tiền. Rồi mày chi tiêu kiểu gì? Mà tao hỏi tiền là không có, tiền là hết. Tao là đàn ông,
ăn gì sao tao làm nổi hả? Có mấy con cá ngày hôm qua ba mới đi chích em rỗng ngoài á, rồi chiều em kho cho ăn. Cái ngữ của mày á, chồng nói là táp lại. Nha. Tao mà ăn rau một cái nữa là mày giết mày, tao đứng mày vô bếp liền nha. Nguyên cái. Tao xin lỗi con. Má không chạy được thằng nữa nên nó làm khổ con hoài. Ba ơi, trong chuyện này á, ba đâu có lỗi gì đâu. Đâu cũng là do cái nghèo mà thôi. Nhiều khi á, không có tiền á, rồi anh cọc cằn, anh cáu gắt vậy thôi à, chứ không có gì hết đó ba. Nghèo tiền, nghèo bạc, chứ không phải nghèo đạo đức đâu cái con. Mà thương mày lắm, mà không biết làm sao cho mày bớt khổ. Thôi thì con thấy cũng ở được với nó thì con ly dị nó đi. Ba ơi ba, sao mà ba có thể nói vậy được? Tự dưng á, ba kêu con ly dị, còn con của con thì sao ba? Con không muốn con của con đó, nó không có cha. Ba chỉ sợ thằng Đức nó chưa kịp thay đổi á thì nó đã đánh con chết rồi. Phương rồi, mày trốn đâu nãy giờ mày? Phương. Ba thấy con Phương đâu không ba? Hỏi. Em, cái này là chỉ có đồ ở quê mình mới có thôi nha. Ở đây là không có được đâu. Em biết mà. Vậy chứ đồ ở quê mình là ngon nhất anh ha. Ừ. Dạ. Bà Phương nè. Dạ. Em ở đây với Đức có hạnh phúc không? Ủa? Người ta anh hỏi vậy? Bộ có ai nói gì với anh hả? Đâu có ai nói gì đâu. Tại vì anh linh cảm thôi. Chứ ở đây anh đâu có quen ai đâu. Dạ không có gì đâu. Anh thấy anh Đức vậy đó, anh nóng tính vậy đó, chứ anh thương em lắm. Anh đừng có suy nghĩ lung tung rồi nghĩ em khổ nha. Anh thấy không, em thảnh hơi gần chết à. Đi làm về em có làm gì đâu. Con bé thì em gửi về ngoại, cho nên là em đảnh rang lắm. Vậy thì anh mừng cho em. Dạ. Cho anh ly phê đá. Cái tay hôm bữa đỡ chưa? Tay em hả? Tay em bình thường à, đâu có gì đâu. Hơi chạy sơ xíu à. Em nói nó không sao mà. Đức ơi! Gì vậy ba? Sáng kêu sớm vậy? Nhậu nói gì chơi chơi là tao không ngán à? Phải! Mày ngồi xuống đây tao nói mày nghe cái này nè. Ngồi xuống đây. Gì nghiêm trọng vậy? Bữa giờ vợ chồng mày sao rồi? Con Phương á, nó có cằn nhằn gì mày nữa không? Nó mà dám cằn nhằn tao, mở miệng ra tao tán vô mặt liền, nín cái họng. Nhưng mà bây giờ á, tao nói mày nghe cái này đó, mày phải hết sức là bình tĩnh nghe không? Mà cái vụ gì thì mày cứ nói đi, mày cứ vòng vo tam quốc hoài tao mắc mệt à. Đây nè, nè mày thấy gì chưa? Trời dạ. Cái thằng này, cái con này, này nó gan. Tức cái mình. Ê, Đức, bình tĩnh nha mày, đừng có đánh vợ nha. Anh ơi, không phải vậy đâu anh ơi. Anh ơi, không phải vậy đâu. Mày đứng lại chứ con quỷ cây. Anh đừng với em nữa anh ơi. Anh ơi, làm với em đi. Má mày chạy ra gương vậy. Mày đứng lại. Mày càng chạy là sao hả? Mày mới đâu về? Mày đi hẹn hò tù ti vui tí với trai mà bây giờ má mày còn đem đồ ăn về nữa hả? Hả? Đi về cho tao, bước về nhà. Anh ơi, thiếu nào rồi. Đi về. Tao nói cho mày biết, thì bữa nay tao không dạy dỗ, tao không phải là chồng mày. Dạy quỷ cái. Đức, mày có buông nó ra không? Cái thằng nít cơ. Bữa nay ba khỏi binh nó, tao biết làm gì không? Cái gì á, thì cũng phải buông nó ra. Từ từ mà nói, mày tính giết nó hả? Ba cứ bên nước ngoài, bữa nay tôi sẽ dạy nó, bà tránh ra đi. Ra đi. Tao đi kiếm thằng kia, tao cho hai tay chân luôn. Ra. Đi.
mày trốn đi nha Tài. Mày ru quýt ở tao giờ mày trốn đâu hả? Gặp mày là tao giết mày thằng khốn nạn. Má đứa chó đẻ. Tài. Giờ sao? Đức, mày đây khóc lóc kể lể vô nhà tao nữa phải không? Mày đứng ra xông vào Đức. Nhà. Mày đi ra. Mặc kệ khi nhìn thấy Phương đang ngồi trên giường khóc ấm ức. Đức lao đến Phương như một con thú dữ. Cơn cuồng ghen lúc này như đã làm Đức như hóa điên, không biết mình đang làm gì. Alo, bà nghe rõ không? Tôi đuổi con gái mà về nhà của bà đó. Thứ mẹ cũng biết dạy con. Con gái lăng loàn, mất nết, hẹn với trai uống cà phê đú đa đú đỡn trong khi đâu có chồng của con. Ủa, chưa chắc đứa con là của tôi nữa. Tôi nói thẳng cho bà biết đó. Hay là con của thằng khốn nạn nào. Bữa nay nó về với ở luôn nên đừng có lên cái nhà của tôi nữa. Con vô xếp đồ đi về đi, hay là con đi đâu cũng được để nó ba lên công an ba nhận tội. Không được đâu ba ơi, ba đừng có làm như vậy mà ba. Ba ơi, tội của con làm con sẽ nhận. Ba làm như vậy không sống sao nổi hả ba? Ba nghe con đi, con không muốn là con của con mất cả cha lẫn mẹ. Ba ở nhà giúp con nuôi con bé nha ba. Dạ ba. Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, người ba chồng đã xin giảm nhẹ mức án cho kẻ đã giết con trai mình. Tuy bị cáo là người có hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, nhưng trong quá trình chung sống vợ chồng, bị hại đã thường xuyên đánh đập bị cáo do ghen tuông. Sau khi gây án, bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo. Xét những yếu tố đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội giết người. Tao nhậu là chuyện của tao. Mẹ mày. Anh đừng có quá đáng nha. Anh chửi tôi sao không được hết á. Anh chửi mẹ này mẹ nọ là sao? Tôi không có chấp nhận.
Bây giờ tao chửi đó. Mày làm gì tao, con mẹ mày, con mẹ. Lẽ con ra, mẹ mày. Ngay từ khi Đức bắt đầu có hành vi bạo lực, Phương cần báo lên cơ quan thẩm quyền để can thiệp nếu như không tự mình giải quyết. Bởi lẽ, từ những lần đầu tiên, Phương cần có biện pháp răn đe và có sự hỗ trợ, tránh trường hợp để hành động xấu trở thành thói quen. Bên cạnh đó, Phương cũng không nên đôi co với người không kiểm soát được hành vi của mình. Tao nhậu là chuyện của tao. Mẹ mày. Anh vừa phải thôi, riết anh quá đáng quá à. Chửi tôi sao cũng được á, anh đừng có đụng chạm mẹ này mẹ nọ. Tôi không có chấp nhận gì đâu. Bây giờ mày không chấp nhận mày làm gì tao hả? Chú Hai, chú Hai, anh đứng đánh con chú Hai ơi. Chú Hai, anh không có quyền á dùng vũ lực với tôi đâu nha. Anh mà còn thái độ với tôi á, tôi sẽ nhờ cơ quan chính quyền giải quyết á. Như tình huống ở trên, bản thân Phương khi nhận thấy được sự thay đổi của chồng mình, cô cần có biện pháp ngăn chặn bằng cách chia sẻ, động viên tinh thần để đối phương không ngày càng lún sâu vào những thói hư tật xấu. Em biết á, là anh chịu nhiều áp lực, nhưng mà cực khổ cái nào em cũng chịu đựng được hết á. Miễn sao á là vợ chồng mình cố gắng vượt qua lúc khó khăn này nha anh. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đôi vợ chồng có cùng hoàn cảnh. Đừng vì bất cứ lý do hay trường hợp nào mà làm biến chất con người mình, dẫn đến những vụ việc đau lòng. Vợ hoặc chồng cần có sự thấu hiểu, chia sẻ động viên tinh thần người còn lại nếu cảm thấy họ có dấu hiệu sa ngã. Hai vợ chồng mình ráng, sẽ lo cho con em nhé. Nhịn nhục là điều tốt, nhưng sự chèn ép quá lâu sẽ tạo nên một phản ứng bất chợt không kiểm soát được, gây ra những hậu quả khôn lường.